với cái diễn biến như ở thời điểm hiện tại mình nhận thấy là cái tâm lý của nhà đầu tư nó chưa đến mức sợ hãi như là cái hồi cuối tháng 8 năm 2023 nhưng mình nhận thấy là cái thời điểm hiện tại cái tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang muốn đi tìm cổ phiếu để bắt đáy nó khác hoàn toàn so với cái thời điểm cụ thể là ngày 22 tháng 8 năm 2023 ở cái phiên ngày 22 tháng 8 năm 2023 tâm lý nhà đầu tư rất bi quan ở cái phiên đó mình khuyến nghị mua đất xanh mua nam kim Mua hoa sen nhiều anh chị em còn không dám mua cơ Nó khác so với cái vùng hiện tại Là nhiều anh chị em đang muốn đi tìm cổ phiếu để bắt đáy Nên khi mà tâm lý của nhà đầu tư chưa đến mức quá sợ hãi Thì có khả năng một vài phiên tới thị trường nó sẽ tiếp tục nó rung lắc Và kiểm tra lại cái vùng 1.200 điểm Và đây cũng chính là vùng đường MA 50 ngày Cái đường chen xu hướng trung hạn của thị trường sau khi tiếp tục rung lắc và quay về cái vùng 1.200 điểm và kiểm tra thành công, nó sẽ có một hai phiên nó nhúng xuống bên dưới cái đường MA 50 ngày để phá vỡ kỷ luật của những anh chị em mà đang lấy cái mốc là đường MA 50 ngày để cầm cổ phiếu là để quyết định là cái vị thế có nên bán hay không. Khi mà rũ bỏ đa số nhà đầu tư khi thị trường nó nhúng xuống cái đường MA 50 ngày giống như cái hồi tháng 8 năm 2012 ấy thì lúc đấy thị trường nó mới chính thức là cân bằng và hồi phục đi lên và nó sẽ bước vào cái con sóng mới. Lát nữa mình sẽ phân tích với anh chị em. Ba cổ phiếu nó sẽ leader thị trường để giúp cho thị trường bước vào cái con sóng mới sau khi thị trường nó cân bằng xong thì lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết để gửi tới anh chị em. Thì anh em phải theo dõi chi tiết cái nội dung video này để chuẩn bị kế hoạch cho những phiên sắp tới để còn hy vọng là mang về lợi nhuận sau cái nhịp điều chỉnh này của thị trường. Nó kết thúc anh nhá. Còn cái vùng này này thị trường nó gặp cái vùng cản từ hồi tháng 8 năm 2022 hay là tháng 9 năm 2023 thì thị trường nó diễn ra những phiên rung lắc là chuyện rất bình thường. Cái điều này ai cũng có thể dự đoán được. Nhưng khi nào cái nhịp rung lắc nó kết thúc, đấy mới là điều chúng ta cần quan tâm. Và sau cái nhịp rung lắc kết thúc thì nhóm cổ phiếu nào sẽ hút tiền nhất? Cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu leader dẫn dòng cho thị trường dẫn dắt thị trường đi lên? Đấy mới là cổ phiếu anh em cần quan tâm. Còn cái chỉ số thì để, để chúng ta đánh giá cái xu hướng của thị trường thôi anh chị em nhé cho đến cái phiên ngày hôm nay kết thúc phiên ngày hôm nay thì cái chỉ số tâm lý về tham lam sợ hãi nó đã chính thức nó bước sang cái vùng sợ hãi có nghĩa là đến phiên ngày hôm nay tiếp tục có nhiều anh chị em mang cổ phiếu ra cắt lỗ cắt lỗ nhiều hơn là chốt lời đấy không nhiều anh chị em có lời để bán đâu không nhiều anh chị em có lời thằng đích hay là có lời một số cổ phiếu khác để mang ra bán đâu và tính đến phiên ngày hôm nay thì bản thân thằng đích nó cũng đang hoạt động giống như cái đánh giá mà mình vừa mới chia sẻ với anh em ở trong cái nội dung video ngày hôm qua ấy. Thì mình có chia sẻ với anh chị em ấy, khả năng là một vài phiên tới khoảng nhanh thì 5 đến 7 phiên tới thì thằng đích nó sẽ xuất hiện một cái điểm mua gia tăng để giúp anh chị em có lợi nhuận. Thì anh chị em chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, nếu như mà thời gian vừa qua chưa nắm giữ được, chưa vượt được, chưa cầm được thằng đích thì thời gian tới nó sẽ mang lại cơ hội để anh chị em tận dụng, để anh chị em chinh phục cái thằng siêu cổ phiếu đích này. Anh chị em phải bám sát cái diễn biến cái kịch bản của thằng đích thì, thời gian tới anh em sẽ có cơ hội tham gia anh em nhé còn phiên ngày hôm nay tiếp tục là một phiên bán dòng rất mạnh của khối ngoại với khoảng gần 900 tỷ bán dòng nếu như mà không có cái sự góp sức của nhóm cổ phiếu nhà Vingroup hay một số cổ phiếu trụ thì khả năng thị trường hôm nay nó sẽ giảm tương đối chứ nó sẽ không dừng ở cái mức giảm một điểm so với cái mức giá đóng cửa phiên ngày hôm qua đâu và với cái diễn biến này thì mình đánh giá là một vài phiên tới thị trường đã sẽ tiếp tục quay về cái vùng 1.200 điểm cộng trừ 20 điểm cái vùng gáp liên tiếp được mở ra và gáp này gọi là gáp suy yếu nó kéo lên thôi vì giai đoạn này chủ yếu là kéo lên nhờ cái nhóm ngân hàng nên khi mà thị trường quay đầu điều chỉnh rung lắc thì cũng tại cái nhóm ngân hàng nhiều nhóm ngân hàng nó điều chỉnh nhóm ngân hàng nó rung lắc dẫn đến việc thị trường nó quay đầu nó rung lắc nó điều chỉnh như như bid này quay đầu điều chỉnh này vp bank acb ocb vietcombank tiên phong bank hay vp bank rất nhiều cổ phiếu nó quay đầu nó điều chỉnh thậm chí là những cổ như vp bank này nó còn quay về test lại cái vùng đáy của nó những cổ phiếu này anh chị em mà cầm trong thời gian vừa qua là rất là chán luôn không những không có lãi mà còn lỗ luôn khi mà đầu tư ấy, thì anh em phải lựa chọn cổ phiếu khỏe chứ đừng tìm những cổ phiếu đang dưới đáy đi lên những cổ phiếu dưới đáy đi lên là những cổ phiếu abb này. hay như là eib còn được ví như là ngân hàng cho vay nặng lãi ấy. thì nó cũng dính một số phốt trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu nó rất yếu theo cái mô hình mô hình kỹ thuật thì nó rất yếu còn về hoạt động sản xuất kinh doanh thì em có thể đọc thêm về báo cáo tài chính nhưng về cái mẫu hình kỹ thuật ấy, thì thằng EB là một trong những cổ yếu nhất trên thị trường Nó chả kém gì những cổ như BSR hay là PAO PAO mình không hiểu tại sao nhá Rất nhiều anh em yêu thích thằng PAO Trong khi đấy mình cầm đích này, TV2 này Hay là một số cổ phiếu trong thời gian vừa qua như là thằng Nam Long này Hay là DG One nó mang lại lợi nhuận lớn như vậy, nhanh như vậy Anh em lại không thích Và anh em cứ thích đâm đầu vào những cổ như PAO Mình không hiểu luôn mà anh em đi tìm cái sự an toàn thường PAO trong khi đấy nó không những không có lợi nhuận mà còn lỗ luôn lỗ luôn mà anh em mà mua ở vùng trên này này đến thời điểm hiện tại nó còn lỗ sáu bảy phần thì chắc chắn là nó không an toàn bằng so với những cổ phiếu leader uh, so với những cổ phiếu như đích như dj world này, như nam long thì nó không thể an toàn bằng những người này được còn về diễn biến thị trường của chúng ta theo như cái đánh giá vừa rồi của mình ấy thì mình đánh giá thị trường một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục nó nhúng xuống uh, đến thời điểm hiện tại nó đã thủng cái đường em 20 ngày và nó sẽ quay về cái đường em 50 ngày để nó test lại cái chen trung hạn khi nó test về vùng này này, cổ phiếu nào giữ giá tốt nhất thì đó là cái điểm đến cho dòng tiền trong thời gian tới. Nó sẽ nhúng xuống bên dưới cái đường MA 50 ngày và sau khi nhúng xuống nó sẽ có một hai phiên nó kiểm tra. Sau khi kiểm tra thành công, nó sẽ rút chân và xác nhận cái nhịp rung lắc điều chỉnh kết thúc. Và sau khi kết thúc cái nhịp điều chỉnh rung lắc này thì dòng tiền sẽ tiếp tục quay lại, dòng tiền ngoại quay lại, dòng tiền quỹ quay lại để giúp cho thị trường cân bằng và hướng đi lên sau đó bước vào cái con sóng mới nó sẽ xây một cái nền ngắn hạn có nhanh ý, thì có thể một hai tuần lâu hơn thì có thể khoảng hai ba tuần thì cái nhịp rung lắc điều chỉnh cân bằng này nó sẽ kết thúc và khả năng thì nó cũng giống như cái giai đoạn này này nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng tích lũy tái tích lũy ở cái vùng này, này. sau cái giai đoạn cân bằng tái tích lũy xong thì nó sẽ hướng đi lên và xác nhận để bước vào cái con sóng mới thôi Đấy là cái đánh giá của mình về cái diễn biến của thị trường chung. Thế còn khi mà thị trường chung được cân bằng xong thì dòng tiền sẽ chảy vào nhóm nào, dòng tiền sẽ ưu tiên chảy vào nhóm dòng nào. Cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu mà anh em cần ưu tiên nhất trong thời gian tới. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ, mình sẽ phân tích chi tiết để anh chị em cùng theo dõi anh chị em nhé. Cái thằng cổ phiếu thứ nhất mình muốn chia sẻ với anh chị em đó là thằng Nam Long. Thằng Nam Long nó vừa mới trải qua một cái quá trình tích lũy từ tháng 7, tháng 8 năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại nó có một cái nền giá nền tảng tích lũy kênh trên xuống đi lên kéo dài khoảng 6 đến 7 tháng từ tháng 7 năm ngoái trước khi nó vượt đỉnh nó vượt khỏi cái nền giá đi lên nó trải qua một cái nhịp rũ và rũ bỏ kha khá anh chị em và phiên này chính là phiên mình tham gia mình mua và cũng giúp cho rất nhiều anh em đồng hành của mình tham gia mua được thằng Nam Long ở cùng phiên này sau khi nó bứt khỏi cái nền giá đi lên thì nó rung lắc để nó kiểm tra lại nó tạo thành một cái mô hình LPS theo viết đây mà mình có đào tạo anh chị em thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục mình đào tạo anh chị em để anh chị em nào chưa nắm bắt được chưa nắm vững được cái phương pháp phân tích kỹ thuật này thì có thể áp dụng thành thạo để có thể đầu tư hiệu quả hơn khi tham gia trên thị trường và nó kiểm tra lại cái vùng cản kháng cự hồi tháng 8 tháng 9 năm 2022. Một vài phiên tới nó tiếp tục nó test lại kể cả nó có thủng đường em 20 ngày hay không không quan trọng. Trong phiên thì nó rung lắc nó điều chỉnh nhưng cuối phiên nó cần phải thể hiện được sức mạnh là cuối phiên nó rút chân đi lên và thanh khoản nó giảm dần. Thì anh em sẽ thấy một cái tín hiệu tích cực mà đội tạo lập muốn gửi gắm đến anh em. Khi đó anh em chỉ cần thấy khoảng 3 đến 5 phiên tới mà nó xuất hiện một cái tín hiệu tương tự giống như là mình chia sẻ mình phân tích đến anh chị em thì anh em có thể tham gia mua ở cuối phiên khi nó xuất hiện một cái tín hiệu rút chân rút chân vào cuối phiên mình kỳ vọng là hết sóng nó phải tăng lên đến cái vùng giá 55 60 và cái nền giá này này thì mình còn kỳ vọng là từ 37 này nhiều khi ấy, nó phải tiến đến vùng 63 đến 70 cơ hết con sóng nó phải tăng đến vùng 70 không? nhưng để nó tiến lên đến cái vùng 70 thì nó còn trải qua rất nhiều trông gai phía trước trong cái quá trình đi lên nó thường xuyên xảy ra những cái nhịp rung lắc điều chỉnh chứ không phải là một mạch nó đi lên giống như cái nhóm chứng khoán đâu. Chứng khoán trong thời gian vừa qua đâu, Nên nó trải qua những nhịp này, khi nó mới bắt đầu bước vào con sóng ấy, nó đi lên rung lắc đi lên rồi cái giai đoạn cuối cùng mới là giai đoạn ngon ăn nhất của nó. Nhưng giai đoạn ngon ăn nhất của nó thì phải sau khoảng 3 tháng nữa thì cái nhóm bất động sản nó mới bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút. Nó giống như cái nhóm chứng khoán ấy, thời gian tới sẽ có một nhịp chạy nước rút sau cái giai đoạn rung lắc này thì nhóm chứng khoán trong thời gian tới mình đánh giá sẽ có cái sóng chạy nước rút đấy thì cái thằng Nam Long này mình đánh giá nó hết sóng nhá. Nó phải tiến lên đến vùng 65 70. Nhưng anh chị em có thể kỳ vọng, kỳ vọng trong ngắn hạn nó tiến lên đến vùng 55 56, 55 đến 60 ạ. Từ cái vùng mà mình cầm thì tiến lên đến vùng 55 60 thì nó sẽ giúp anh chị em mang về khoản lợi nhuận 50 60%. Còn từ cái vùng hiện tại mà nó tiến đến đây này thì nó sẽ giúp anh chị em mà chưa có những cái này là mang về khoản lợi nhuận là khoảng 30%. Nhưng không phải là anh em mua mọi giá sau khi theo dõi video mà anh em phải thấy một cái tín hiệu xác nhận thì anh em mới mua. Vì tất cả những cái chia sẻ tất cả những cái đánh giá mà mình chia sẻ để gửi tới anh em là nó mang theo cái thiên hướng cá nhân. Nhưng một khi mà cổ phiếu nó không đi theo như kỳ vọng mình vẫn bán bình thường nha Ví dụ như là gạch mình cầm mà nó không theo như kỳ vọng là mình vẫn bán đi bán lãi 1 2% nhưng nó không đáng kể. Mình chờ mua lại sau đấy là một cái cách mình giữ vốn cho những cổ phiếu này khi nó không hoạt động theo như kỳ vọng thì thằng Nam Long là thằng cổ phiếu mình ưu tiên số 1 trong thời gian tới để hy vọng là giúp anh chị em mang về lợi nhuận tận dụng được cái cơ hội này để mang về lợi nhuận và cái thằng thứ ba là thằng đích và mình mua ở vùng này mình mua 27.5 cùng với anh chị em sau khi mình khuyến nghị anh chị em thì lúc đấy mình mới mua thằng đích cơ cứ chờ nó rung lắc vì với cái lượng thanh khoản này, này chắc chắn là thằng đích nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng chứ bây giờ hai phiên mà một cổ phiếu nó được giao dịch với khối lượng bằng 25% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp Thì không biết là tạo lập, không biết là chủ tịch của công ty đang muốn thể hiện cái điều gì cho cả nhà đầu tư cá nhân Thì mình thì mình cảm thấy cái điều này nó không đủ an toàn Tôi nhường hết cho chủ tịch, chủ tịch muốn làm gì làm Sau này có giá cover mua lại Nó hình thành xong một cái mô hình LBS Nó bản chất thì nó giống như là Nam Long Sau này mình sẽ cover mình mua lại sau thằng Đích mình nhường lại cho anh chị anh em mà kỳ vọng cao quá với những cổ phiếu này có thể nhanh ấy, thì 5 đến 7 phiên tới thằng đích nó sẽ xuất hiện một cái tín hiệu mua mới mua gia tăng cho anh chị em thì cổ phiếu này anh em cũng không thể bỏ qua và thằng thứ tư thì cái thằng đạt phương cũng là một trong những ưu tiên trong thời gian tới mà anh em cần phải theo dõi sáng nay thì mình có gửi cái chia sẻ này để gửi tới anh chị em này thì sáng nay nó còn mở gáp nó tiến ngay đến cái vùng cản chéo này cơ và sau khi tiến đến cái vùng cản chéo này nó quay đầu cắm đầu đi xuống luôn và kết phiên này nó giảm khoảng hai nó khiến cho những anh em mà phô mô ở phiên ngày hôm nay ấy, thì lỗ ngay khoảng 5% anh chị em đừng đừng nghĩ rằng khi mà những cổ phiếu này nó tăng mạnh khỏe hơn thị trường mà anh em mua không có rủi ro đâu và thằng này thì mình chỉ khuyến dám khuyến nghị anh em mua ở những phiên này thôi mua những phiên này thôi còn anh em mà lỡ những phiên vừa qua ấy, thì phải chờ nó cân bằng xong một vài phiên tới mà nó cân bằng thành công ở vùng này thì anh em có rất nhiều cơ hội để mua và nó có một cái kịch bản này, này. anh chị em hiểu cái kịch bản này nó muốn thể hiện cho anh em cái điều gì không sau khi nó tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ nó gặp cái áp lực chốt lời nó rũ xuống bên dưới, nó tạo thành một cái nền giá bên dưới, nó rũ bỏ hầu hết anh chị em và để cho anh em không dám mua. Và sau khi nó cân bằng ở cái vùng bên dưới này một vài phiên, bản chất nó giống như thằng đích. Trong một vài biên giới, anh em sẽ thấy cái vùng 28.5 của thằng đích. Sau khi nó cân bằng vùng này này thì nó sẽ có một phiên hướng đi lên, nó phủ nhận lại quá trình rũ bỏ trước đó thì đó chính là tín hiệu anh em mua và nó xảy ra một cái mô hình có thể coi đây là mô hình gãy nền rũ. Nó giống thằng STS đây này anh em thấy không? nó rũ xuống bên dưới hay như thằng Đức Giang mình cầm ấy, nó rũ xuống bên dưới này nó có một phiên uh, vượt đỉnh này anh em thấy không? một phiên vượt đỉnh này, sau khi vượt đỉnh xong thì nó rũ xuống bên dưới và khiến cho anh em mua ở phiên vượt đỉnh này, xuống bên dưới này, cắt lỗ hết, sau khi cắt lỗ xong nó xây một cái mô hình siết chặt vô cùng chặt luôn, sau đó thì nó có một cái điểm mua xác nhận và điểm này là điểm mình mua này, mình khuyến nghị anh em tham gia, này. nên anh em nào thời gian vừa qua chưa cầm được Đức Giang nhé, hay là chưa hiểu vì sao mà mình khuyến nghị anh em mua ở Đức Giang thì phải 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 nghiên cứu lại, phải viết lại nhật ký, phải hoàn thành hoàn thiện xong cái phương pháp đầu tư của bản thân để thời gian tới có những cái mô hình tương tự thì anh em phải mua được. chứ bây giờ một cổ phiếu siêu cổ phiếu mà anh em đã bỏ lỡ rồi, mà sau này nó trải qua những nó xuất hiện tiếp tục xuất hiện những siêu cổ phiếu có mẫu hình tương tự mà anh em không dám mua ấy thì anh em bỏ lỡ hết các cơ hội tiềm năng trên thị trường luôn. thứ nhất là thằng nam long, thứ hai là thằng dizzy one, thứ ba là thằng đích, thứ tư là thằng đạt phương đi di quân thì mình rất thích mình vẫn đang cầm nhưng mà cổ phiếu này thì mình vẫn đang chờ thêm cái tín hiệu của nó xem nó có dừng giảm ở cái vùng này hay không nó có khỏe hơn thực sự khỏe hơn thị trường hay không hay là một vài phiên tới nó sẽ quay về vùng 60 cộng trừ để nó test lại sau khi quay về vùng này thì nó mới chính thức nó rút chân đi lên và nó quay về cái vùng hỗ trợ ở bên dưới để nó kiểm tra để nó test lại thì khi đó nó sẽ mang lại cơ hội rất lớn đến anh chị em thực ra cái giá này này giá đóng cửa phiên ngày hôm nay nó là cái mức giá sàn ngày hôm qua Tuy nhiên cuối phiên thì nó rút chân lên một chút Nên với cái diễn biến này thì có khả năng ngày mai Nó sẽ nhúng xuống cái vùng 61.5 Là chạm cái đường em 20 ngày Anh chị em mà chưa có thằng này thì có thể ngày mai canh quanh cái vùng 61.5 Giải lệnh quanh vùng 61.5 này Mua theo cách như vậy thì anh chị em nên mua hạn chế, mua thận trọng Còn mua ở cái điểm mua đầu tiên này thì anh em mới mua được nhiều anh chị em lỡ điểm mua đầu tiên rồi, không thể full margin ở những cái điểm mua sau mua muộn đâu. Anh chị em chỉ có thể giải ngân full vị thế được ở cái điểm mua này thôi. Hòa điểm mua khi nó test lại đầu tiên thôi. Còn lên đây ấy, thì anh em mua ấy, thì cái vị thế ấy, nó không bao giờ đẹp bằng cái vị thế so với mình đang nắm giữ đâu anh em nhá. Đây là thằng DigiOne anh em có thể lựa chọn cho một vài phiên tới. Đây là những cổ phiếu mình đánh giá nó sẽ là cổ phiếu hút tiền nhất khi thị trường nó cân bằng xong Nên anh em phải chú ý nhá. Còn cái nhóm thép, người nhóm thép thì có thằng Nam Kim hôm nay hút tiền này nhưng mà với thanh khoản như này mình đánh giá trong một vài phiên tới nó sẽ rút lại, nó sẽ có xu hướng nó rút lại. Sau khi rút lại thì nó mới chính thức nó vào sóng được có thể nó rũ xong sau đó nó sẽ bật tăng lên ngay nó tạo thành một cái mẫu hình chữ V ấy. nó giống như trong quá khứ một vài phiên này một vài phiên sau khi nó tăng vượt lên trên rồi nó rũ ngược xuống bên dưới sau khi rũ ngược xuống bên dưới nó tăng thốc đi lên tăng vượt đỉnh và khiến cho anh chị em lỡ bán mất trước đấy không có cơ hội tham gia mua lại luôn hay nó giống như này sau cái phiên tăng mạnh tăng vượt đỉnh thì nó rũ ngược xuống bên dưới và cái nhịp rũ này nó kiểm tra lại cái đường năm 50 ngày và nhịp rũ của nó rũ khoảng 15% để anh em thấy được à cái mức độ rủi ro mà thằng nam kim trong quá khứ nó mang tới cho nhà đầu tư rất là rủi ro luôn. Nên anh chị em mà mua sai là vẫn thường xuyên phải bán cắt lỗ, thường xuyên vẫn phải bán cơ cấu những cổ phiếu này luôn. Nhưng mà mình đánh giá tín hiệu hôm nay là tín hiệu dòng tiền tham gia, một vài phiên tới mà cân bằng thành công là anh chị em có thể tham gia mua được. Còn anh chị em đang cầm ấy thì có thể tiếp tục nắm giữ, chờ để tìm kiếm cái điểm mua gia tăng thôi. Để với thằng nam kim hay là thằng hóa sen vậy, thằng hòa phát vậy. Hòa Phát thì vừa mới xây xong, vừa mới hình thành xong một cái mẫu hình LPS Một vài phiên tới thì cái thằng Hòa Phát nó sẽ đi lên thôi Giai đoạn này thì mình nhận thấy là nhiều anh chị em đang dần bỏ quên cái nhóm Nam kim rồi Nhưng hôm nay thì cũng có một vài tin đồn liên quan đến việc chống bàn phá giá nên Giúp cho dòng tiền hút vào cái nhóm thép trong phiên ngày hôm nay Giúp cho những người này nó hồi phục tích cực Nhưng cái tín hiệu như vậy thì chúng ta cần phải sự chấp nhận Nên thời gian tới sẽ là thời của cái nhóm thép đấy. Thép thì vẫn là thằng Hòa Phát nó leader nhưng mà thời gian vừa qua thì những cổ phiếu này nó lên hơi chậm nên là nó khiến cho cái tâm lý của nhà đầu tư cầm về cái nhóm thép nó rất chán đặc biệt là nam kim hay nó hoa sen anh em nó cầm trong thời gian vừa qua là rất chán cứ mỗi khi mà nhà đầu tư chán nhất chán vô cùng chán mà muốn bán hết thép ra rồi đấy mới là thời điểm cái nhóm thép nó được hút tiền và lái sẽ kéo cái nhóm thép đi lên nó giống như thằng đích ở những phiên này sau khi rũ xuống bên dưới và cảm giác nó tạo cái tâm lý cho nhà đầu tư là ôi cổ phiếu này là xấu quá những cổ phiếu này là xấu vô cùng. Thôi tới đánh thế này có khả năng nó quay về đáy cũ nó test lại thì sau đó nó bước vào con sóng và cái điểm mua này là điểm mua mình mua thằng đích. Này. nên uh, những cổ phiếu như Nam Kim hay là Hoa Sen trong một vài phía tới nếu như nó test lại thì đây là cơ hội đối với cái nhóm cổ phiếu đầu tư công như thằng VCG ấy hôm nay cũng có một số anh chị em hỏi mình là thằng VCG liệu có mua được không? về bản chất ấy, nó khá là giống thằng đích ở phiên này này nó mở gác đi lên vượt khỏi cái nền giá bên dưới và đến cuối phiên cái sức mạnh của nó không được thể hiện quyết liệt Và sau đó nó xuất hiện một cái nhịp test cuối cùng Thì cái nhịp test của cái nhóm đầu tư công có thể nó trùng với cái nhịp test Tiếp tục rung lắc, tiếp tục cân bằng của thị trường trong thời gian tới Thì lúc đấy anh chị em mua nó sẽ an toàn hơn với cái nhóm đầu tư công thì Khi đó anh em có thể kỳ vọng lên đến vùng này anh em chốt lời Từ cái vùng hỗ trợ bên dưới này Từ vùng 22, 24.2 lên đây nó khoảng gần 20% lợi nhuận không nhỏ đâu. là VCG thì gian tới anh em có thể lựa chọn hay như LCG vậy LCG thì có thể nó sẽ test lại quanh cái đường MA50 ngày sau khi kiểm tra vùng này xong khi đó ấy, cái nhóm này nó mới lên được hay như KSB vậy KSB thời gian tới ấy, khả năng ấy nó cân bằng xong vùng này thì nó sẽ là cổ phiếu vượt đỉnh đầu tiên của cái nhóm đầu tư công anh em nhá PLC này cũng vậy rồi cổ phiếu này yếu nền giá bên dưới nó yếu hơn HV HV là một trong những cổ phiếu nó xây một cái nền tích lũy trên vùng tiệm cận vùng đỉnh cũ nhưng dòng tiền tham gia vào nhóm này yếu quá sau mấy lần mình mua mà nó không thành công ấy, toàn phải bán vào vốn thì mình không chọn nhóm này nữa và thời gian gần đây thì mình không khuyến nghị không ưu tiên anh chị em cầm cái nhóm đầu tư công nữa mà ưu tiên anh chị em cầm ở những cổ phiếu mà nó tính điên ấy. lịch sử nó có tính điên ấy. ví dụ như đích này như đất xanh còn hơn hay như đạt phương này hay hay như thời gian tới là nam kim là hoa sen nó sẽ được dòng tiền tham gia và sẽ hút tiền để giúp cho những cổ phiếu này đi lên thôi như đi dưới quân mình đánh quen hơn này hay như nam long này hay một số cổ phiếu khác rất nhiều cơ hội nên mình thì mình thời gian tới mình sẽ tiếp tục mình không ưu tiên nhóm đầu tư công đâu trừ khi nó phải ở điểm mua đẹp đấy nó phải đánh giống như thằng đích trong mấy viên vừa rồi ấy, thì thằng VCG nó mới có điểm mua nó đánh giống nhịp này thằng thằng đích ấy thì anh chị em mới có điểm mua thằng VCG còn không thì anh em mua rất khó luôn có mua xong là về hàng về cắt lỗ mà mới ở hòa vốn thì anh em mua làm gì đúng không thì phiên ngày hôm nay của thằng VCG bản chất nó chẳng khác gì so với phiên này của thằng đích đâu đây này phiên này anh em để anh em sẽ thấy thôi ngày mai nếu như là thấy tiếp tục nó giảm anh em nào mà đang cầm thì phải cơ cấu ra nhá chờ xuống đây này nó xác nhận xác nhận nhận lại là phiên này này hoặc là nó phải giống thằng nam long phiên này mình mua này thì lúc đấy mình mới mua chứ còn không thì nó chẳng có lý do gì để mình tham gia mình mua cả anh em nhớ thời gian tới chúng ta còn rất nhiều cơ hội chứ thị trường này nó chưa thể hết cơ hội ngay được thị trường này chưa thể sập ngay được nó cân bằng lại cái vùng một 200 điểm sau đó nó sẽ hồi phục, nó sẽ hướng đi lên, nó sẽ cân bằng xong và nó sẽ chinh phục được cái vùng 1350 đến vùng 1400. Có thể cái thời điểm này cũng là cái thời điểm mà ngân hàng nhà nước dừng hút dòng tín phiếu thì khi đó thị trường nó sẽ cân bằng xong. Sau phiên ngày hôm nay thì có thể là SBV đã chính thức hút dòng hơn 100.000 tỷ thì có thể ngày mai ngày kia thị trường nó sẽ tiếp tục rung lắc. Khi thị trường rung lắc mà cái áp lực bán ra không còn quá lớn nữa nó rũ bỏ nốt những nhà đầu tư còn đu bám ra khi đó nó sẽ mở ra cơ hội để giúp anh chị em linh hoạt để giúp anh chị em tận dụng cơ hội để mua vào còn anh chị em mà theo dõi video của mình ấy mà thấy yêu thích phương pháp của mình thì có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để về đồng hành cùng với mình thời gian tới còn rất nhiều cơ hội tiềm năng giống như đích trong mấy phiên vừa rồi mà mình có khuyến nghị anh chị em à, giống như ở phiên này mình có khuyến nghị anh chị em này 13 giờ 55 ở phiên ngày 14 tháng 3 mình khuyến nghị anh em mua đích thì thời gian tới còn rất nhiều cơ hội một khi nó xác nhận có thể là VCG hay nhiều cổ phiếu tiềm năng khác khi nào nó có xuất hiện điểm mua xác nhận thì khi đó có mặt mình chứ còn nó chưa có xác nhận thì kể cả mình cầm cổ phiếu lâu quá mà nó chưa lên mình cơ cấu thôi nhưng mà gách mình mua nó mua sớm quá nó chưa có xác nhận thì mình vẫn phải cơ cấu hòa vốn có thể lãi một phần hai phần trăm hay lỗ 1 hai phần trăm thì đó là chi phí cơ hội khi mà anh chị em yêu thích phương pháp của mình thì anh em sẽ hiểu được cái cách đầu tư của mình và chỉ như vậy thì anh em sẽ tránh được lái tạo lập nó úp bô anh em trong quá trình đầu tư và anh em theo dõi video đến giờ này thì nhớ ấn vào cái nút like và subscribe kênh ấn vào nút chuông thông báo để khi mình đăng tải những cái bài chia sẻ mới nhất nội dung video mới nhất anh chị em là người đầu tiên nhận được thông báo để kịp thời cập nhật về diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật về các cơ hội tiềm năng cũng như là rủi ro mà thị trường nó mang lại anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi